Clip này dành cho những bạn hay suy nghĩ và phản xạ chậm trước người khác. Sẽ có nhiều bạn, chúng ta cần nhiều thời gian để suy nghĩ một điều gì đó và sẽ không phải là phản hồi liền, sẽ suy nghĩ, cân nhắc và sau một hồi mình mới phản hồi cho người ta. Và đôi khi các bạn sẽ cảm thấy là ồ, em suy nghĩ chậm làm cho người khác bực mình, làm cho người khác khó chịu, làm cho người khác không muốn làm việc với em, đúng không? Họ sẽ nói làm gì chậm dữ vậy, mà nhanh hơn chứ. Nhưng mà em nhanh hơn không được, em không biết làm sao hết. Và các bạn cũng đã từng nghe nhiều lời khuyên để khiến cho mình suy nghĩ nhanh hơn, phản xạ rất rẽn hơn. Và rồi thói quen cũ nó vẫn nằm giống như vậy, cái áp lực nó càng ngày càng lớn. Thì anh muốn chia sẻ cho các bạn câu trả lời. Đôi khi không phải là nhanh hơn, đó là cái dần dần ai cũng phải học cách cải thiện tốc độ của mình trong tất cả mọi việc để mình làm việc hiệu quả hơn. Nhưng đó không phải là câu trả lời liền ngay lập tức mà các bạn có thể thay đổi trong vòng một nốt nhạc. Các bạn phải nhận ra là người khác bực bội, khó chịu, cảm thấy không muốn phối hợp với mình không phải bởi vì mình chậm trong suy nghĩ và phản xạ. Cái việc chậm không có gây sự khó chịu cho người khác, cái việc đợi không có gây khó chịu cho người khác. Cái việc mà không biết là mình đang nghĩ cái gì, không biết là mình có nên đợi hay không và đợi trong bao lâu mới là thứ gây khó chịu cho người khác. Nghĩa là gì? Anh ví dụ nè, có một lần mà anh đi cắt tóc trong tiệm hớt tóc nam. Thì ngày hôm nay các bạn đều biết là những cái tiệm hớt tóc đó họ trang trí rất là ngầu, đúng không? Nhìn hoành tráng lắm, chỉ chuyên cắt tóc cho nam thôi và rất là đông và ra vô liên tục. Thì anh có gọi tới một chỗ nổi tiếng và anh hỏi là bây giờ tới thì có thể cắt được liền không? Thì họ nói là dạ bây giờ đang khách đông nên là nếu mà tới thì cũng phải đợi ít nhất là 30 phút. Ok, anh thấy là cũng ổn nên là anh cũng tới và cũng tới coi nó như thế nào. Lần đầu tiên anh cắt tóc kiểu giống như vậy. Và khi tới nơi thì tất cả các ghế ở đó cũng phải 6-7 cái ghế và có thợ để cắt. Mình nhìn thấy trước mặt của mình luôn và thấy wow, đẹp quá ha, mọi người đi ra đi vô. Và anh lấy một cái số để đợi cho mình, xung quanh cũng có nhiều người đợi nữa. Và anh biết là phải đợi 30 phút nên là anh cứ đợi thôi. Và sau khi mà đợi càng đợi, anh nhìn thấy trước mắt của mình là đúng là người ta đang làm việc hết mình nè. Và người ta cắt đúng cái khung thời gian được giao thôi. Hết thành ra người nào tới cái số trước mình thì họ vô. Và khi mà hết 30 phút anh bước lên và cắt thôi. Câu chuyện chỉ có vậy. Nhưng đổi lại nè, nếu mà tới mà cái người ở nơi đó trả lời là à anh cứ tới đi, anh sẽ đợi một lát ha, còn bây giờ chưa có liền được, anh đợi một xíu thôi. Rồi tới anh cái là anh lên liền. Ok, một xíu chẳng biết là bao nhiêu hết. Và nếu anh tới nơi mà anh đợi ở ngoài cổng, ở trong là những người cắt và anh không nhìn thấy được gì hết, không nhìn thấy người ta có đang cắt hay không, không nhìn thấy là có bao nhiêu người đợi chung với mình, không nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Các bạn tưởng tượng là mình đợi ở bên ngoài, đợi một xíu hả ta, một xíu nữa là sẽ được vào. Nãy giờ 5 phút là một xíu chưa ta? Chắc đợi thêm xíu nữa. Trời ơi, 15 phút rồi mà làm gì mà chưa xong ta? Thà ban đầu nói với mình đông quá đi, tự nhiên bắt mình đợi nãy giờ. Mà mình vô mình hỏi là xong cho em, sắp tới phần của anh thôi, của anh chưa, tới số của anh chưa? À anh đợi xíu nữa anh. Ok. Mà mình ngồi và mình không biết là cần phải đợi trong bao lâu và không biết cái quá trình nó đang diễn ra như thế nào. Các bạn có hiểu được ý của anh không? Và cái cảm giác đó nó sẽ khiến cho mình bị sốt ruột. Cái sự sốt ruột không đến từ việc chậm hay là nhanh. Cái sự sốt ruột đến từ cái chuyện mà mình không biết là mình nên mong đợi bao nhiêu là vừa, mình không biết bao nhiêu là vừa. Thì cái cảm giác đó cho dù đợi 5 phút mình vẫn thấy lâu. Đúng không đã? Nếu mình không biết chuyện gì hết. Lâu dữ vậy ta? Sao giờ này chưa xuống trong khi chỉ mới có 5 phút thôi? Nên cái quan trọng là gì? Mình phải set up mong đợi cho người khác để biết là hey, nói cho họ biết là mình cần bao nhiêu thời gian và cho họ thấy cái quá trình ở bên trong nó đi theo từng bước như thế nào để họ nhìn thấy quá trình, họ sẽ đỡ sốt ruột hơn. Ok, quay trở lại trong công việc của mình. Nếu các bạn đi họp nhóm, nếu các bạn trao đổi ý kiến với người này người kia, mình sẽ hay phải suy nghĩ lâu về những vấn đề mới xuất hiện. Thì chúng ta có thể làm hai cách. Thứ nhất là ngay từ trước các bạn biết mình suy nghĩ chậm thì hãy hỏi trước là ngày hôm đó agenda là họp về cái gì, chúng ta sẽ bàn về chủ đề gì. Thật là rõ trước, ok, để về nhà nghiên cứu, research, tổng hợp, chuẩn bị. Để mình cần nhiều thời gian thì mình mới chia sẻ ra được, đừng để tới đó mới bắt đầu đây là chủ đề mới. Người vừa nghe xong suy nghĩ ra được liền. Nếu mình không phải là người giống như vậy, các bạn phải chuẩn bị trước ở nhà kỹ hơn rất nhiều. Khi đó xác suất các bạn nói ra đỡ hơn rất là nhiều.
Ok. Cái thứ hai, trong lúc họp nếu mà có cái ý gì đó bất ngờ xuất hiện, có một công việc gì nào đó mới mà các bạn phải nghĩ liền ngay lập tức luôn, thì chúng ta cũng hãy nói luôn là à cái này thì mình chưa trả lời liền được, mình cần thời gian để suy nghĩ. Thì cái việc này có thể cho mình 15 phút để suy nghĩ không? À, mình sẽ định nghĩ nó về vấn đề này, vấn đề này, vấn đề này. Có 3 cái mà mình đang băn khoăn về nó, mình cần thông suốt thì mình mới trả lời được. Các bạn không cần nói liền ra câu trả lời, nhưng các bạn nói cho người ta biết là mình cần bao nhiêu để người ta có mong đợi. Và các bạn được nữa thì chia sẻ cái quá trình luôn. Giống như anh nói với các bạn mình có quán hớt tóc đó, mình nhìn thấy quá trình họ đang cắt, rõ ràng họ chưa xong thì còn hối gì nữa, còn hỏi gì nữa, nhìn trước mắt là thấy rồi đó. Thì các bạn hãy chia sẻ luôn mình suy nghĩ, nhưng mình suy nghĩ về cái gì, mình định suy nghĩ như thế nào, mình định về nhà tìm hiểu thêm thông tin gì, và theo cái hướng đó nói ra ngay từ ban đầu. Hoặc nếu có một cái task, đây là cái việc nhiệm vụ mới, bạn nhắm là bạn có nhắm để làm nổi nó hay không. Cho em suy nghĩ tới khoảng chiều nay 4 giờ em trả lời được không ạ? Ok, thì em sẽ định suy nghĩ về cái này, cái này, cái này. Có hai cái mà em đang băn khoăn thì em cần dành thời gian để mà em tìm hiểu kỹ. Một là, hai là. Xong rồi sau đó về nhà các bạn cứ chuẩn bị tư liệu, suy nghĩ, ngẫm nghĩ và làm tất cả theo thói quen thông thường của mình. Nhưng đó là lúc mà mình không làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Cái khó chịu lớn nhất là sau khi hỏi mình xong, cái mình ngồi, mình suy nghĩ nhưng mình không nói cho người ta biết. Ủa sao bạn chưa trả lời? Trời ơi, cái chậm như vậy trời. Trong khi chỉ có 10 giây thôi, các bạn trải qua chuyện đó bao giờ chưa? Có 10 giây thôi nhưng người ta vẫn rất là sốt ruột. Không biết là 10 giây hay 10 phút hay 10 tiếng nữa mình mới mở miệng nói, nhưng mà có cái chuyện gì vậy? Cái gì đang xảy ra? Họ không biết gì hết. Cho nên nếu các bạn hay suy nghĩ, phản xạ chậm, dĩ nhiên cái cách để nhanh hơn nó sẽ là những topic khác, chúng ta phải liên tục rèn luyện bản thân của mình. Nhưng hãy nói cho người ta biết, ít nhất là hãy học cách giao tiếp về cái tình trạng hiện tại của mình cho người ta biết, để người ta hiểu về mình và phối hợp với mình hiệu quả hơn. Và đó chỉ là một trong rất là nhiều tình huống mà mình va chạm và tạo nên những mâu thuẫn trong việc phối hợp, teamwork và làm việc với nhau. Và đôi khi nó đến từ một thứ mình không ngờ, mình không biết, mình không cố ý, nhưng nó vẫn tạo ra những cái cảm xúc mà rất là khó chịu dành cho nhau khi làm việc. Và nếu các bạn muốn biết cách để làm sao chúng ta có thể vượt qua được tất cả những băn khoăn, những hoàn cảnh đó để dẫn dắt công việc của mình tốt hơn, để từ đó càng ngày càng làm việc hiệu quả, xuất sắc và lên cho mình những vị trí mới cao hơn, thì nhấn vào đường link phía dưới đăng ký tham gia một cái workshop về leadership của anh. Sẽ chia sẻ cho các bạn về cái quá trình để mình có thể dần dần giỏi hơn và trở thành một người leader như thế nào. Click vào đường link phía dưới. Hẹn gặp lại các bạn trên lớp.